hai à, xin chào mọi người đã quay lại với Fox tv các bạn thấy cái khung cảnh uh, quen thuộc không mà mình nghĩ mình bị điên nữa điên lắm mới ra giờ này thấy mặc áo mà thấy không Kinh mít hết người luôn tuyết mới rơi xong cách đây khoảng được một ngày thôi mình biết rằng mình sẽ nói chuyện bị vấp bị cứng miệng tại do rất là lạnh nhưng mà thật sự á có lẽ là mình đi xa nhiều quá quen rồi những cái không khí nó như vậy mới hợp với mình mình thích cái không khí như vậy để không làm mất thời gian của mọi người chúng ta sẽ đi vào chủ đề luôn đây là một cái chủ đề mà mình thành thật xin lỗi những bạn nào đã có câu hỏi đã có thắc mắc mình không biết các bạn có bị vấn đề đó hay không nhưng đến bây giờ thì mình mới làm đây là một cái vấn đề mà cho đến bây giờ khoa học vẫn còn nhiều điều thắc mắc và thậm chí là hoài nghi luôn đó là đa nhân cách hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái tâm lý của một hung thủ, một uh, kẻ tội phạm đi, thậm chí có người nhiều người nói rằng đây là một tên sát nhân luôn với 24 nhân cách mà gây cực kỳ tranh cãi trong lịch sử của nước Mỹ. Trên thế giới các bạn, theo thống kê trên thế giới hàng năm á um, thì có khoảng từ 1% cho tới 7% là cái 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 tổng số số người bị đa nhân cách nhưng theo cá nhân của mình nghĩ đây là con số không chính xác hoàn toàn tại vì sao các bạn biết á, là ở tại một số nước chưa phát triển hoặc là đang phát triển và những cái vùng sâu vùng xa họ chưa có nghiên cứu về cái vấn đề tâm lý quá rõ ràng thành ra nhiều người bị bệnh đa nhân cách bác sĩ cũng không biết luôn và cả người bị cũng không biết mình bị đa nhân cách các nước châu Âu á hồi xưa lẫn các nước châu Á luôn nha cả châu Phi luôn khi mà họ thấy một con người mà có những cái hành động kỳ lạ và cái hành động đó lặp đi lặp lại một cách dài giống như hai hai con người trên một thân xác cái đó người ta cho rằng những người này bị ma quỷ nhập và họ tìm mọi cách để chữa trị một cách vô lý giống như là thầy bà thầy cúng còn hồi xưa châu Âu là dùng cha đến cầu nguyện nhưng có thể đó chính là đa nhân cách. Có một câu chuyện mình từng đọc được á kể về một người đàn ông, ông ta không nhớ mình đã làm những cái điều gì trong một cái khoảng thời gian nhất định. Có thể là vào buổi chiều hay là vào buổi tối và những việc ông ta làm không có được hay ho cho lắm. Mình sẽ hạn chế nói những cái từ nó bạo lực để qua được cái cửa YouTube. Và một ngày kia ông ta bị người dân trong làng nghi rằng bị quỷ nhập, ma nhập và là phù thủy thì họ quyết định là treo cổ ông ta lên. Trước khi mà ông ta lìa đời á, ông ta tự xuất hiện ra thêm một cái con người khác. Rất là dữ, rất là ghê rợn và ông ta nói rằng tao sẽ quay trở lại. Cái này câu chuyện này có thể các bạn nha, mình đã tìm được rất là kỹ. Họ nghĩ rằng ông ta bị mai nhập, nhưng bây giờ họ mới phát hiện ra được có thể ông ta bị đa nhân cách. Vậy đa nhân cách là gì? Hôm nay chúng ta sẽ mượn một nhân vật khá nổi tiếng trên thế giới tên là Billy Milligan. Đây là một người đàn ông có 24 nhân cách đã chết vào năm 2014. Và mình sẽ đi vào cái tâm lý của nhân vật này theo phong cách của Fox TV, một cách đơn giản nhất cho mọi người hiểu. Chúng ta hãy bắt đầu về cái quá trình phạm tội đầu tiên của Billy Milligan. Trong cái video này nếu mình có nói sai một tí xíu về khung thời gian mong mọi người bỏ qua vì quá lạnh, lạnh bỏ mẹ luôn các bạn. Vào năm 1977, một cái trường đại học của tiểu bang Ohio là một trong những trường đại học có thể gọi là uy tín và lâu đời nhất tại nước Mỹ luôn, không có xảy ra một cái vụ bê bối gì trong một cái thời gian rất là dài. Tự nhiên đâu ra có một người đàn ông xuất hiện với một khẩu súng bằng sắt và một khẩu súng bằng thịt đã thịt ba cô gái trong khuôn viên trường đại học. Cái vụ việc xảy ra cho cô gái đầu tiên bị thịt đó, đã gây một cái sự tranh cãi, một cái sự báo động và nhiều tổ chức phụ nữ đã đứng lên biểu tình để bảo vệ những cô gái này. Cho đến khi mà nó xảy ra cái vụ việc thứ hai và thứ ba rồi, lúc đó là các sinh viên đại học họ phải cần một người bạn nam đi theo lên xe hơi luôn, thậm chí là về nhà luôn và nếu các bạn nữ nào mà đi chung đó, Là họ đi tầm 3, tầm 4 với nhau trên một chiếc xe hơi Vì cái tên hung thủ này Rất là nhanh, rất là khéo Rất là thông minh Bản lĩnh, đó, biết chọn đúng thời điểm Đúng người Để thực hiện cái nhiệm vụ là săn thịt của mình Nhưng tên hung thủ này Quá tự tin Hay là ngu ngốc không biết thế nào Đã để lại những cái dấu vân tay Trên những cái uh, Kiến cửa xe cứ kiến xe mà mình đã hành động một chiếc xe nó lại đi qua và nó nhìn Phóp giống như một thằng điên vậy đó và đây là một cái điều mà cực kỳ phi lý cho những tên tội phạm thời đó dù là những tên tội phạm tầm thường nhất nghiệp dư nhất và cũng vì những cái dấu tay sơ hở này cảnh sát đã tìm được hung thủ là ai tại vì trước đó gã này cũng đã gây ra vài vụ cướp à, cây xăng và khi mà cảnh sát tới bắt á, hung thủ nằm trên giường đang hình như là hút, hút cỏ và phê pha uống rượu, không có một chút gì lo lắng. Thậm chí khi bị bắt, tên hung thủ này cũng không có một cái gì gọi là lo lắng hay là biết vì sao mình bị bắt. Đến cả những nhân viên cảnh sát á, họ cũng không thể hiểu nổi luôn, đây có phải là người chúng ta cần tìm hay không. Sau đó ba nạn nhân là ba người phụ nữ xác nhận rằng đúng đây là người đã dùng khẩu súng thịt để thịt tôi lúc đó người ta mới biết rằng đây là hung thủ thật sự và tên của gã là Billy Milligan các bạn biết á những cái vụ mà thịt phụ nữ á, dù ở quốc gia nào đi chăng nữa hung thủ đều có cái vấn đề về tâm lý và thần kinh ít nhiều thành ra các nhân viên FBI về tâm lý nè, các nhân viên bác sĩ về tội phạm cũng đều phỏng vấn để tìm hiểu cái nguyên nhân gây án và bắt đầu những nhân viên FBI thấy kỳ lạ, thấy bị lộn xộn, rối tung lên. Tại vì mỗi lần mà họ nói chuyện á, họ lại cảm thấy cái 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 hung thủ lại có một cái cảm xúc khác, thậm chí có một cái accent khác luôn. Lúc thì nói tiếng Huế, lúc thì nói tiếng Bắc, tiếng Nam, đại loại như vậy. đủ thứ vùng miền hết và biểu tả cảm xúc nó cũng khác nhau rất là nhiều và những người này trong một cái thân xác họ cho rằng họ vô tội không có liên quan đến cái vụ cưỡng hiếp dĩ nhiên là hung thủ đều phải trải qua một chiếc máy nói dối để xem là có đóng kịch hay không và billy đã vượt qua được nhiều chiếc máy nói dối chính billy lúc đó cũng yêu cầu mình là được có một cái kiểm tra về thần kinh luôn vì anh ta cho rằng anh ta có vấn đề về thần kinh. Như vậy là một cái cuộc kiểm tra sóng não bắt đầu tại tiểu bang Hồ Ai lúc đó. Và khi mà họ kiểm tra cái sóng não của Billy á, họ thấy những cái tần số nó dao động tỷ lệ với suy nghĩ của một con người khác nhau. Tổng cộng là có 10 tần số đại diện cho 10 con người khác nhau. Thậm chí có một cái tần số của một đứa con nít vào khoảng 7 tuổi hay là 8 tuổi gì đó thôi. Thời điểm đó, có một số bác sĩ họ đang nghiên cứu về cái vấn đề là đa nhân cách. Họ đã xác nhận rằng đây là một người đàn ông đa nhân cách. Như vậy là toàn các mặt báo trên nước Mỹ đăng về đa nhân cách. Họ không biết đa nhân cách là gì. Và nhiều người Mỹ nha, nhiều tín đồ tôn giáo vẫn nghĩ đó chính là ma nhập và quỷ nhập. Hoặc là gã này là một gã đóng phim quá hay. Nhiều nhân viên FBI tức tối phải nói rằng thằng này nè là đoạt giải hạng A nếu mà đóng phim đóng phim ở Hollywood luôn như vậy Billy Mulligan bị nhốt vào một cái nhà thương bệnh viện tâm thần để đình hoãn lại cái vấn đề là ăn thịt ba phụ nữ và khi mà nhốt trong bệnh viện tâm thần á Billy, họ mới phát hiện ra là Billy có rất là nhiều tài tài lẻ anh ta biết vẽ tranh nè anh ta rất là thông minh biết cách nói chuyện vui vẻ với người khác và họ coi Billy không phải là một người bệnh tâm thần mà là một con trứng đẻ vàng. Tại vì bản thân của anh ta không á đã hấp dẫn rất là nhiều người rồi. Ai trong đó cũng muốn nói chuyện với Billy hết trơn á. Và lợi dụng cái điều này, Billy đã làm thân với nhiều người. Đồng thời anh ta cũng bán những cái bức tranh của mình vẽ. Billy có lẽ là một người đa nhân cách thật sự. Thành ra những cái bức tranh của anh ta có một cái gì đó nó rất là đẹp và nó rất là ma mị Rất là kỳ lạ, không ai giống ai hết Thậm chí anh ta từng vẽ ra tới 10 người luôn Đại diện cho 10 con người trong cơ thể của mình Và người nào nó cũng có một cái 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 biểu cảm rất là thú vị Thành ra tranh bán rất là chạy chạy Billy có khá là nhiều tiền dù ở trong bệnh viện tâm thần Vì như vậy, anh ta bắt đầu mua cỏ để hút Và dùng cỏ để dụ những nữ bệnh nhân để quan hệ mình Có một cái cuộc tranh cãi xảy ra Các bạn nhốt một con quỷ trong một cái lồng Chứ không phải là tạo cho con quỷ đó một cái vương quốc Một lần nữa Billy lại nói Tôi không nhớ điều gì đã xảy ra Họ mới quyết định là đem nhốt Billy đến một cái nhà thương điên Đây là một cái nhà thương điên có thể nói là cao cấp luôn các bạn Dành cho những kẻ điên mà thứ thiệt á giống như là con tiễn ba về bên kia thế giới hay là quá phụ tiễn cả gia đình của chồng về với thiên chúa luôn trong một đêm billy bị nhốt chung với những người này và trong cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà cực kỳ căng thẳng với billy cũng đồng thời trong khoảng thời gian này người ta mới phát hiện ra rằng billy có thêm 14 nhân cách khác trước đó là 10 nhân cách mà thôi tổng cộng là 24 nhân cách tất cả và 14 nhân cách này đều là những nhân cách rất là quái dị. Rất là giận dữ. Nhưng họ vẫn không biết được trong 24 nhân cách này nhân cách nào đã cưỡng hiếp ba người phụ nữ. Lại nó sai từ nữa rồi. Những người đa nhân cách á, họ đều có một cái nhân cách chính, đó là cái nhân cách chủ lực, tức là con người gốc của mình à. Nhưng sau khi họ phỏng vấn, những bác sĩ phỏng vấn họ mới tá hỏa ra rằng cái nhân cách chính đã ngủ từ rất là lâu, có thể là ngủ từ 5 năm cho tới 6 năm rồi. Và cái thân xác này là được điều khiển bởi những nhân cách phụ khác trong một thời gian dài. Nếu mà mình nói về cuộc đời của Billy hay nói về quá trình điều tra về 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 tâm lý nó có thể là kéo dài tới 2 tiếng cái video này vẫn không hết được. Thành ra bây giờ mình sẽ đánh qua về cái vấn đề đa nhân cách là gì. Định nghĩa của đa nhân cách là sao? Các nhà khoa học từng nói các bạn, thực sự đa nhân cách là nó có tiềm ẩn trong mỗi con người của chúng ta. Hồi còn bé, các bạn thích cái món đồ chơi này và khoảng 1 2 tháng sau, các bạn không thích nó nữa. Các bạn quên đi. Các bạn thích một thứ khác. Đó cũng là cái nhân cách của bạn đang thay đổi hay là cái tính tình của bạn đang thay đổi. Thời còn nhỏ, 10 cho tới 13 tuổi các bạn thích một cô gái hàng xóm thích rất là nhiều cho tới năm 18, 19 tuổi á bạn không còn cảm giác gì với cô gái này nữa và một ngày kia cô ta đến cô ta muốn tỏ tình với bạn thí dụ như vậy đi và bạn chợt nhận ra bạn không có một cái chút gì cảm xúc với cô gái này thậm chí bạn ngại thừa nhận cái cảm xúc đó luôn và bạn tạo cho cô ta một cái cảm giác buồn và hụt hẫng nhưng bạn không thể nào mà tìm lại được cái cảm giác của mình ngày xưa cái con người của mình ngày xưa bạn có hai người bạn thân Trải qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống Nhiều cái biến đổi trong cuộc sống Khiến con người của bạn thay đổi Và vì cái sự thay đổi đó Bạn mới làm đau lòng Thậm chí là Lừa gạt luôn người bạn thân của mình Sau khi bạn lừa gạt xong Bạn cảm thấy cái người bạn thân của mình Quá ngờ nghịch Mà bạn không nhận ra rằng Trước đó một thời gian Bạn cũng y chang như người bạn thân của mình và một thời gian sau đến khi bạn lớn tuổi rồi á bạn mới cảm thấy hối hận những điều mình đã làm và không biết vì sao lúc đó con người mình lại trở nên như vậy qua ba trạng thái khác nhau đó cũng có thể gọi là ba nhân cách khác nhau nhưng có điều ba nhân cách đó đã nhập là một hoặc là hai nhân cách kia đã ngủ yên trong cái trí não của bạn và vĩnh viễn nó không trở về nữa hay là nó đã hòa vào cái nhân cách cuối cùng còn những người đa nhân cách á họ không bao giờ mất những cái nhân cách đó nó luôn tồn tại trong cái bộ não của họ và nó chia ra ba bức tượng khiến cho bạn có ba con người khác nhau rồi mỗi nhân cách á nó sẽ có một cái lối suy nghĩ cứ như vậy hoài luôn liên tục hoài cho đến khi mà tính hết cuộc đời của của cái thân xác đó là một cái định nghĩa dễ dàng nhất cho bạn hiểu đa nhân cách nhưng mà nếu mà nói về cái khía cạnh một người thường á Thì tại sao lại có đa nhân cách Tại sao những nhân cách này không có nhập lại là một Mà tại sao họ bị đa nhân cách Theo cá nhân của mình nghĩ nha Nếu bạn bị đa nhân cách Thì chứng tỏ rằng Bổng sinh của bạn á Bạn đã Phần nào Bị đa nhân cách rồi Tức là có năng khiếu bị đa nhân cách hồi còn nhỏ đó Khoa học chứng minh rằng Những người bị đa nhân cách á thì thường thường họ trải qua một cái biến động cực kỳ nặng nề, cực kỳ đau đớn trong cuộc sống luôn. Mà một người bình thường không thể chấp nhận nổi. Và họ muốn bỏ cuộc, họ muốn chạy trốn cái vấn đề đó. Nhưng mà họ phải đối mặt với nó mỗi ngày. Mình ví dụ như sau. Có một cái phụ nữ, cô ta mới mang thai và sanh con đi. Cô ta vừa bệnh rất là nặng về luôn và chồng cô ta mang một người phụ nữ đến về và ăn nằm với người phụ nữ đó rồi đánh đập người vợ của mình bà vợ này bà muốn tự tử nhưng bà không thể nào tự tử được vì bà có con của bà nhưng bà cũng không muốn đối mặt với người chồng của bà cái áp lực nó càng ngày nó càng nhiều đến mức đến mức mà bà bị bà, bà bị sắp bị trầm cảm luôn nhưng bà không bị trầm cảm được rồi bà nằm bà nhắm mắt bà cầu nguyện bà xin một cái điều gì đó bà muốn rời bỏ thế giới này nhưng bà lại không muốn rời bỏ thế giới thật sự và sáng hôm sau bà thức dậy bà nhận ra rằng có một cái sinh vật khác nằm trong người của bà hay là cái sinh vật đó nằm kế bên bà luôn và sinh vật này đủ hoàn toàn bản lĩnh lẫn có cái đủ đáng sợ nhất định để thay thế con người của bà còn bà cứ quay vào trong bóng đêm nằm yên đó và nhắm mắt đó cũng chính là cái câu chuyện đã xảy ra với Billy. Billy có tất cả là ba người cha. Người cha đầu tiên á là một kẻ nát rượu và ông đã dùng súng để đưa mình về thế giới bên kia ngay tại một khách sạn. Người cha thứ hai của Billy á cũng là một kẻ nát rượu luôn và không ít lần đánh đập mẹ của Billy và Billy chứng kiến được cái điều đó. Mình quên nói với mọi người nữa rằng á, Billy có một người em gái và một người em trai. Billy là anh cả. Các bạn thấy lúc đó có thể cảm nhận được cái sự bất lực của Billy. Không thể bảo vệ người mẹ của mình được. Và rồi hai vợ chồng cũng chia tay. Cho đến khi Billy gặp người cha thứ ba, đây là người có thể gọi đã tạo ra cái nhân cách của Billy hồi đầu bà má của Billy lấy cái ông này về đó nghĩ rằng là ông đã có một đời vợ và một đứa con con riêng ông sẽ trưởng thành hơn hiểu hơn về bà nhưng hoàn toàn không phải ông còn tệ hơn hai ông kia nữa đánh đập bà này mỗi ngày luôn và ông đánh đập luôn em của Billy người tệ nhất đó chính là Billy anh ta bị đánh đập gần như là mỗi ngày chúng ta có thể thấy biêu lì bất lực trong cái vấn đề bảo vệ mẹ mình và em mình và mình cũng là cái nạn nhân bị thê thảm nhất biêu lì không hề có một cái điểm tựa nào đằng sau để tựa vào các bạn thấy không có một số người khác còn nói rằng á ông này là đồng tính ổng đã tập tập biêu lì rất là nhiều lần có thể các bạn nha ổng chôn sống biêu lì luôn và chừa cái mặt của biêu lì còn trên mặt đất rồi ông lấy một cái ống nước, ông để vào cái miệng của Billy và ông bập bập đó là một cái điều rất là kinh khủng của một chàng trai mới lớn. ông ta treo ngược Billy lên, mà không phải là treo bằng cẳng tay các bạn nha, mà treo bằng ngón tay và ngón chân, rất là đau đớn. có một người người bạn của Billy á, bà đã khóc khi mà bà có cuộc phỏng vấn. Bà thấy Billy bị lột hết quần áo luôn Ở sau cái cửa Đặt đằng sau nhà đó Và cậu ta thét lên đau đớn Khoảng được nửa tiếng sau Thì Billy ôm ôm nước mắt chảy ra ngoài Bà ta biết rằng Ba dưỡng thứ ba của Billy Đã làm điều gì đó Một điều kinh khủng Mà cảm giác của một đứa con nít Có thể cảm thấy được Nó giống như là một con quỷ vậy đó Có thể sau cái giây phút đó Nhân cách của Billy bắt đầu được sinh sôi. Năm 14 tuổi, Billy đã muốn tự vẫn để kết thúc cuộc đời. Nhưng kỳ lạ thay, những nhân cách khác bắt đầu xuất hiện và không cho Billy tự vẫn. Tại vì họ muốn được tồn tại trên thế giới này. Họ sinh ra chưa được bao lâu mà. Họ muốn tồn tại. Thành ra họ đã để Billy thật ngủ từng ấy năm. Cho đến năm 15 tuổi á, thì em trai của lì mới cầm dao và để trước cổ ba dưỡng của lì đuổi ông này đi. Nếu ông còn quay lại đây, tôi sẽ đưa ông về Thiên Chúa. Ông này rất là may mắn. Tại vì nếu mà để đích thân lì làm á, là một điều kinh khủng sẽ xảy ra với ông. Đó là cái quá trình tóm tắt của cuộc đời của lì khi mà anh ta trở thành kẻ đa nhân cách. Và bây giờ chúng ta hãy quay về cái cuộc đời của anh ta sau này. Kỳ lạ thay á, Billy đã chiến thắng được tòa án và trở thành một con người bình thường vô hại. Và anh ta mua một cái nông trại nhỏ để ở. Có rất nhiều viên cảnh sát đã ghét Billy. Tại thời đó, người ta nghĩ chỉ có hai chuyện thôi, một thằng này đóng kịch, hai bị ma nhập, phải giết nó. Nhiều nhân viên cảnh sát đã nói rằng không ngại thuê tiền mướn sát thủ để đưa Billy lên thiên đàng có một cái vụ nổ súng cảnh cáo xảy ra. Dĩ nhiên, những nhân viên cảnh sát này cho đó chính là biểu lý, thành ra họ mang ông ra tòa. Biểu lý một lần nữa cũng không nhớ mình đã làm gì. Một cái cuộc cãi vã lớn trong tòa đã xảy ra. Biểu lý không cần luật sư. Biểu lý đã thắng luật sư của cảnh sát luôn, một lần nữa được tại ngoại, nhưng phải có sự giám sát của những nhân viên y tế. Điều này làm cho Billy bực mình. Ông ta quyết định là bỏ trốn với một cái danh tính khác. Anh ta nhờ một người bạn rất là thân để làm giả giấy chứng minh nhân dân cho mình. Ông ấy gọi là ID đó, hay là thẻ căn cước sổ sổ này kia đó. Anh ta đi từ Nam chí Bắc đi thăm người em của mình bên Canada, đi khắp nơi. Chúng ta sẽ không nói là uh, Billy đã ăn cắp những cái thông tin cá nhân người khác như thế nào. Nhưng mà có một điều mình dám khẳng định á, là Billy sống nơi nay đây mai đó, không có người thân, từ chỗ này sang chỗ khác mà không có việc làm. Chắc chắn là Billy đã làm những việc phạm pháp và rất là thông minh mới có một cái cuộc sống bá đạo như vậy. Đến một cái thời điểm nọ đó, Billy quyết định là tìm lẽ phải cho mình bằng cách là sẽ đi gặp những nhân viên của chính phủ. Theo mình nhớ là ở tiểu bang Florida hay là Atlanta gì đó mình không nhớ. Billy thông báo cái điều này cho người em của mình biết. Nếu không có người em của Billy có lẽ cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được. Tại lúc mà cảnh sát bắt được Billy á, lúc đó là Billy đang nói chuyện với một nhân viên chính phủ tại khách sạn về cái quyền lợi của anh ta liệu một gã tâm thần đa nhân cách có bản lĩnh được như vậy hay không và lần cuối cùng billy ra tòa đó sau cái vụ bị bắt đó, tại vì anh ta chưa làm hại ai chưa có cưỡng hiếp một người phụ nữ nào chỉ gặp một nhân viên của chính phủ ngồi nói chuyện uống trà thôi anh ta được hoàn toàn tự do vì không có một cái sự nguy hại nào đến với cộng đồng từ cái giây phút đó trở đi, Billie có một cái cuộc sống nó gọi là hoàng kim luôn. Mà biết bao nhiêu người mơ ước, bao nhiêu người thành công mơ ước. Anh ta được gặp những diễn viên nổi tiếng của Hollywood, được gặp đạo diễn James Cameron, là đạo diễn của bộ phim Titanic. Á. Vì ông này, ông muốn gặp Billie để làm một bộ phim về anh. Chắc chắn là ông cho anh rất là nhiều tiền. Cũng như gặp những người nổi tiếng, anh có rất là nhiều lợi nhuận biểu sống ở hollywood không phải là một ông hoàng nhưng mà cũng đủ để bao nhiêu người thèm khác rượu phụ nữ cỏ quá tuyệt vời mình rất thích điều này quá tuyệt vời nhưng khi mà cái bộ phim sắp ra đời á, hoặc là sắp đóng máy để diễn á, không có được tại Bill lì đã bán cái hình ảnh của mình cho rất là nhiều người mà anh ta không biết và Billie cũng không nhớ là mình đã bán hình ảnh cho ai luôn. Đó là một cái điều chứng cứ nữa để chứng minh rằng anh ta là đa nhân cách thật sự. Có lẽ nếu không bán hình ảnh cho mình, Billie sẽ trở thành một tỷ phú, một triệu phú chính xác hơn chứ chưa phải tỷ phú. Nhưng mà điều đó cũng không làm Billie mất gì. Anh ta còn hình ảnh để bán sách mà, khắp nơi trên toàn thế giới luôn, từ nga, từ ý, đủ để cho Billie có một cuộc sống sung túc khi mà Billie còn trẻ đó anh ta rất là thương cháu của mình dùng hết toàn bộ tiền mình có được và cho người cháu và cho người chị cũng như chia một phần cho người em của mình luôn rất là thương gia đình không phải là một cái ăn hưởng không anh ta đã hoàn thành được cái điều mà mẹ anh ta mong muốn đó là chăm sóc em cháu quá tuyệt vời cho đến khi khoảng năm mươi mấy tuổi thì Billy bắt đầu bị sợ hãi bắt đầu bị nóng giận không có kiểm soát được cái con người của mình và anh ta quyết định là quay lại Ohio để ở trong một cái nông trại và mất năm 2014. Câu chuyện kết thúc là ngắt đúng không? Nhưng thật sự nó có một cái nỗi buồn trong đây. Những nạn nhân của Bill đã bị quên lãng. Bị quên lãng hoàn toàn luôn. Vì cái sự nổi tiếng quá lớn của Bill Cái thương mại mà anh ta mang lại được. Dĩ nhiên là chưa mang lại được bằng những ngôi sao hạng A nổi tiếng nhưng với một người mà không có biết diễn xuất không có học hành mà kiếm được từng ấy tiền thì muốn cái gì nữa được mọi người biết đến muốn cái gì nữa và nó làm lưu mờ luôn những nạn nhân mà anh ta từng hãm hại đó là ba phụ nữ chưa kể là những à, phụ nữ trong bệnh viện tâm thần nữa và còn hai nạn nhân khác mà có thể là anh ta đã đưa về bên kia thế giới Nạn nhân đầu tiên là một người đồng tính nam Ông này tên là Michael Đã ở chung với Billy Trong khoảng thời gian mà Billy bỏ trốn bệnh viện Và giả là một cái danh tính khác Hai người có chung một cái bằng account với nhau luôn Và nhiều lần Billy đã lái xe của người đàn ông này cũng như là vào nhà hàng, vào nhà băng á, để cash cái check của người đàn ông này luôn Và một ngày kia, hai bên gây lộn với nhau Michael biến mất vĩnh viễn cho đến tận bây giờ, người ta vẫn còn đang điều tra liệu Michael đã ở đâu. Đó cũng là một cái vụ biến mất khá hay trong lịch sử luôn. Tại vì nó ăn theo cái vụ của Billy. Người đàn ông số 2 là một người đàn ông da màu, thích hút cỏ. Hai người đã hẹn nhau ra một cái bìa rừng để hút cỏ. Sau đó, người đàn ông da đen này đã biến mất, không có ngày trở về ở Ohio các bạn hay là mình không nhớ ở Ohio hay là Washington các bạn nha à, mình không nhớ nếu mà không tìm được xác người thì không phải kết luận là giết người họ cũng tìm thấy được cái vài cái 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 vật chứng khả nghi rằng là Billy đã hành hạ hoặc là đã thủ tiêu hai người này nhưng cuối cùng đó không phải những cái vết máu trên cái kiếm nó không có chứng minh được điều gì hồi đó cái dna ấy, nó chưa phát triển như bây giờ nhưng billy bây giờ đã chết rồi thành ra nó không còn ý nghĩa nữa chính người em của billy cũng nghi ngờ rằng chính anh mình đã giết hai người kia billy không có nhớ mà thôi có một lần các bạn billy uh, đang gây gỗ với bạn gái của mình trên phone đó. trong khoảng thời gian mà anh ta ở bên las vegas anh ta gây gỗ với bạn gái của mình anh ta nói rằng nếu mà em làm cho anh tức giận, anh sẽ kết liễu đời em luôn. Bum và không ai làm gì được anh, tại vì anh quá nổi tiếng và anh là một gã bị tâm thần. Chưa kể anh biết cách làm như thế nào để em biến mất. Cho đến khi mà Billy gần đất xa trời, anh ta mới nói chuyện với lại cháu của mình những gì mà cậu gây ra trong quá khứ liệu khi cậu nằm xuống thượng đế đã sanh ra cậu có trừng phạt cậu hay không và cháu của billy hỏi cậu đã làm điều gì billy nói rằng có thể cậu đã thảm sát hai người không. mình luôn tự hỏi liệu Billy lì có phải đa nhân cách hay là đóng kịch nếu đặt trường hợp Billy lì không phải là đa nhân cách mà là đóng kịch có lẽ trong cái giai đoạn mà bị áp lực cuộc sống vào cái ngày mà cha dượng mình làm một cái điều kinh khủng nhất đánh đập mình Bill lì đã trỗi một cái bản năng thứ hai thức dậy vì những người gặp Billy lì nói anh này rất thông minh rất là quyến rũ biết cách thuyết phục người khác biết cách lừa người khác và như thế nào đó Bill lì có thể làm được người khác theo ý của mình nhiều bác sĩ tâm lý đã thừa nhận nha bị Bill lì thuyết phục luôn làm theo ý của Bill lì họ thừa nhận như vậy luôn và chúng ta quay về vấn đề thứ hai pha một chút tâm linh vô đó là thực sự Billy bị đa nhân cách. hồi nhỏ khi mà Billy bị đánh đập á, anh ta ngồi co người vậy này nè, cúi xuống cầu nguyện một cái gì đó, nói một cái gì đó. Có thể trong một cái lúc nào đó mà quá mệt mỏi, gần như muốn ra đi mãi mãi luôn. Billy cầu xin thượng đế để cho mình vẫn tồn tại nhưng mình muốn ra đi vĩnh viễn. Và sáng hôm sau á Có một con người khác Hay là nhiều con người khác Đã xuất hiện Trong người của Billy Là một con quỷ Hay là một con người hung hãn Và con người này Đã chiếm mãi toàn bộ Thân xác của Billy Cùng với nhiều người khác Đã nhập vào trong người của Billy Và sau khi mà họ hoàn tất xong á biêu lì thay đổi toàn bộ con người của mình trở thành một con người hoàn toàn khác bản lĩnh lì lợm và một chút gian manh thậm chí độc ác và anh ta đã có được những gì anh ta muốn bảo vệ em của mình chăm sóc lo lắng cho cháu của mình nhưng Bill lì thật sự đã biến mất hoàn toàn linh hồn của anh ta đã biến mất hoàn toàn chỉ còn cái xác mà thôi Nói một cách hơi tâm linh nữa Đó là bán hồn cho quỷ dữ đó Có phải như vậy hay không? Các bạn đừng quên nha Trong một cái cuộc phỏng vấn á Chính Billy cũng thừa nhận là mình đã ngủ Hơn ít nhất là vài năm Hình như là 5 năm Để cho những nhân cách kia Sử dụng thân xác của mình Nhưng liệu thật sự đó có phải chính là Billy đang trả lời câu hỏi đó hay không? Hay là một người khác? Bạn có bao giờ tự hỏi con người ngày xưa của bạn ở đâu không? Con người hồi xưa của bạn đang làm gì bây giờ? Bạn đã thay đổi con người của mình như thế nào? Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác.